Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Ở trong video này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học ngữ pháp bài số 2, giáo trình Búa giá sơ cấp 2 bạn nhé. Đây là bài số 2. Thì ngữ pháp đầu tiên là từ lý. Từ lý này có nghĩa là cách nhé. Ví dụ này. Lý, cách, 教室 là phòng học. Dế, từ dế này biến điệu là từ dế bạn nhé. Là cũng, hẳn chỉn, rất gần. Thì cái cấu trúc đầu tiên chúng ta phải học ấy đó là A, lý, P cộng với từ nhuyễn tức là xa hoặc là từ chỉn có nghĩa là gần. A, B ở đây là những cái địa điểm mà nhé. Những cái danh từ là những cái địa điểm nào đó. Ví dụ này, số 1 này. Mày của là nước Mỹ. Lý là cách. Mày của đây là A nhé. Lý là cố định này. Trung của là Trung Quốc là B nhé. Bì chỏ là tương đối. Là một cái phó từ này. Nhuyễn là xa. Như vậy là Mỹ cách Trung Quốc tương đối xa. Y như tiếng Việt của mình ấy bạn. Số 2. Liễu xuế sông, lưu học sinh. Su sửa, ký túc xá. Vậy dịch ngược lại. Liễu xuế sông, su sửa là ký túc xá lưu học sinh. Lý cách hú biên là bên hồ đó bạn. Hẳn chỉn, rất gần. Thế chỉn này là gần nhé. Số 3. Ủa tờ, của tôi. Dịch ngược lại này. Cung ngư là cái nơi làm việc ạ, bạn, cái cơ quan làm việc của tôi á. Lý cách xế xảo, cái từ cung ngư này á, bạn có thể dịch là cái chỗ bạn ở cũng được nhé. Chỗ này chắc là dịch là chỗ bạn ở bởi vì liên quan đến từ xế xảo, chỗ bạn ở bạn nhé. Lý là cách này, xế xảo là trường học này, bù yuán là không xa, chí chưa. Cái cụm này chính là viết tắt của từ chí chữ xính chua, tức là đạp xe đạp nhé. Chỉ nhỏ, chỉ cần 10 phút, 10 phút thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ học ngữ pháp về số 2 này, câu chữ pỉ nhé. Đây, từ pỉ đây. Từ pỉ ví dụ như này bạn. Ở chỉ hơn nữa này. Phóng chu là tiền thuê phòng. Dế, cũng này. Bỉ là so với nhá. Ngoài miền tờ có nghĩa là tiền thuê phòng bên ngoài. Nhá, tức là so với tiền thuê phòng bên ngoài. Phía nỉ là rẻ. Thì đơn giản mình chỉ cần dịch là rẻ hơn cái gì đó. Ví dụ này, hơn thế nữa, tiền thuê phòng cũng rẻ hơn bên ngoài. Thế thôi. Thì mình sẽ dịch cái tính từ này trước này. Sau đó quay trở về dịch chữ hơn ở chữ pỉ này và dịch cái phần còn lại sau. Đây, ví dụ như này. A, cái gì đó hơn B. Thế thôi. Bạn dễ dịch nhá. Chữ pỉ là hơn này. Đây, ví dụ như số 1 này. Tha là A, anh ấy. Pỉ cố định. Nhá, là hơn này. Ủa là tôi. Đây, cao là tính từ, cao. Như vậy là anh ấy cao hơn tôi. Thì bạn chịu khó dịch ngược một chút nhá. Anh ấy dịch trước. Cao tính từ, dịch thứ hai. Cao hơn ở đây, số 3 là chữ pỉ và từ của là cuối cùng. Thành phần đằng sau chữ pỉ là cuối cùng nhá. Tất nhiên là ngoại trừ tính từ này rồi. Số 2 này. Chưa cửa phóng chen. Đấy, chưa cửa phóng chen có nghĩa là căn phòng này. Pỉ là hơn này. Na cửa phóng chen là căn phòng kia. Tả là to. Như vậy là căn phòng này to hơn căn phòng kia. Đấy, mình sẽ hiểu như vậy bạn nhé. Nó sẽ dễ dịch hơn là từ pỉ là dịch là so với nhé. Nó hơi bị cứng. Số 3. Chủ ở cha, sang tiền là cửa hàng này. Tạo tông xỉ là đồ đạc nhé. Hoặc là vật phẩm nhé. Đồ đạc của cái cửa hàng này. Pỉ là hơn. Na cha tờ tông xỉ. Từ tông xỉ với từ phóng chen ở đây á, nó có dấu ngoặc đơn này. Khi có dấu ngoặc đơn này tức là bạn chú ý nhé. Có cũng được, không có cũng được. Thường người ta tỉnh lược đi. Vì sao? Bởi vì ở phía trước đã được nhắc tới rồi. Thì tỉnh lược đi. Trong quá trình nói nó đỡ tốn sức hơn bạn nhé, tiết kiệm thời gian. Kể cả văn viết cũng có thể bỏ được bạn nhé, chú ý này, tỉnh lược. Tức là quay trở lại nào, gọi là hơn cái đồ đạc của nhà kia, của cái cửa hàng kia đấy bạn. Piani là rẻ. Như vậy là đồ đạc của cái cửa hàng này thì rẻ hơn đồ đạc của cái cửa hàng kia. Thứ hai là cấu trúc A, pỉ, B cộng với cả tính từ, cộng từ tua là. Khác cái vừa nãy là thêm chữ tua là. Thì tua dịch là nhiều, như vậy sẽ là A cái gì đó hơn B nhiều, thế thôi bạn.
Tức là số 4 nhé. Tha, anh ấy. Bỉ là hơn này. Ủa thì đọc là bí ủa. Bí ủa là hơn tôi. Cao là cao. Anh ấy cao hơn tôi. Dịch tiếp này. Tua là nhiều. Anh ấy cao hơn tôi nhiều. Tha bí ủa cao. Tua là. Tua là cố định bạn nhé. Hay số 5 này. Jin thiên, hôm nay. Bỉ hơn chúa thiên, hôm qua. Rửa là nóng nhá. Rửa tua là nóng nhiều. Như vậy là hôm nay nóng hơn hôm qua nhiều. Câu số 6. Chưa chữ khảo sử. Lần thi này á. Kỳ thi lần này cũng được. Bỉ là hơn. Sang chữ. Sang chữ là kỳ thi lần trước nhé. Sang chữ là lần trước. Còn mình sẽ hiểu từ khảo sử ở đây là tỉnh lược. Đúng y là dễ. Tua là hơn nhiều. Như vậy là kỳ thi lần này dễ hơn lần trước nhiều. Thứ ba, A cộng với cả động từ cộng tân ngữ này, cộng với từ cộng với động từ cộng từ tơ. Đấy, cộng với cả gì? P, P cộng B cộng tính từ. Thì ở đây mình sẽ hiểu là gì? Vừa nãy là mình học là gì? A cái gì đó hơn B nhá. Nhưng ở đây mình sẽ thêm cái động từ tân ngữ cộng động từ cộng từ tơ, tức là sử dụng cái biểu ngữ kết quả ở đây. Tức là mình sẽ dịch là ai làm gì đó, cái gì đó hơn ai. Ví dụ này bạn. Tha là anh ấy là A này. Sure là nói là verb động từ này. Khá nhỉ là tân ngữ này. Như vậy cái từ sure khá nhỉ này là chính là VO đấy. Chính là verb cộng tân ngữ này. Là nói tiếng Hán nhá. Sure tựa. Sure này lặp lại của động từ thôi bạn. Sure sure này. Sure tựa có nghĩa là nói gì. Nói là kết quả gì đó này. Bí wo hao. Bí wo hao. Bí wo hao. Tức là tốt hơn tôi. Như vậy là anh ta nói tiếng Hán tốt hơn tôi. Thế thôi bạn. Ở cái vế P cộng với B cộng tính từ thì mình dịch như thế. Còn ở phía trước đó thì chúng ta dịch như bình thường thôi. Khi nào bạn nắm chắc cái biểu ngữ kết quả rồi nhá. Mình có ít nhất là hai video đấy nói về biểu ngữ kết quả. Thì bạn tìm kiếm, bạn học thêm nhá. Số 8 nào. Mây mẻ, em gái. Chẳng cưa là hát này. Chẳng tựa. Chẳng đây là động từ, cưa là tân ngữ bạn nhé. Vậy lặp lại là chẳng tựa là hát gì đó gì. Bí, chỉa chưa? Họ, tức là tốt hơn chị gái. Em gái hát hay hơn chị gái. Để từ hát thì mình sẽ dùng từ hay với từ họ nhé. Khờ sử, nhưng mà chỉa chưa? Chị gái này. Theo ủ, theo tựa. Theo là động từ, ủ là tân ngữ nhé. Tức là khiêu vũ gì? Bí, mê mẹ họ. Tức là gì? Giỏi hơn em gái. Em gái thì hát hay hơn chị gái, còn gì, nhưng mà gì, chị gái thì lại gì, nhảy đẹp hơn em gái. Từ khảo này lúc thì dịch là hay, lúc thì dịch là đẹp bạn nhé. Từ khảo này là từ mang nghĩa tích cực, bạn cứ cho nghĩa tích cực vào, bạn thích dịch kiểu gì dịch, miễn là tích cực nhé. Hay, giỏi, đẹp, khôn, ngoan, nhiều lắm. Số 9 nào. Lào sư, giáo viên, xỉa động từ, viết, khan chữ, chữ Hán. Xỉa khan chữ, viết chữ Hán. Xỉa đó. Bị xuế sông. À, tức là so hơn học sinh nhé. Khoải tua là nhanh nhiều này. Tức là gì? Giáo viên viết chữ Hán nhanh hơn học sinh nhiều. Bị xuế sông. Khoải tua là. Nói chung khi bạn mới học mình khuyên bạn bạn cứ viết thì cấu trúc ra nhé. Bạn đặt trên đặt dưới nhìn cho nó dễ. Xong rồi bạn ghép. Bây giờ bạn tự đặt câu của mình. Bạn ghép vào thì nó sẽ thành nhé. Phải đi theo cấu trúc bạn ạ. Thì sau này bạn thuộc rồi thì không cần nhìn cấu trúc. Nhưng trước mắt chưa thuộc thì bạn cứ viết cấu trúc ra mà nói. Hoặc là luyện tập nhé. Tiếp theo là từ ỷ chén. Dịch là trước hoặc là trước kia. Ví dụ. Ỷ chén trước kia. Của tôi hứa thao. Và anh ấy và anh ta. Tận sủy phiếng. Sủy phiếng là năng lực nhé. Năng lực của tôi và anh ta. Dịch ngược lại. Cho bổ tọa. Tức là tương đương nhau. Xấp xỉ nhau. Ý thứ nhất chúng ta sẽ học là từ chỉ thời gian cộng với từ ỷ chén. Đây số 1 nhé. Ba tiếng ỷ chén. Tức là trước 8 giờ. Dịch ngược lại bạn nhé. Dịch ngược lại. Của mân chúng tôi. Ý tình nhất định. Yào tỏ xuế xảo. Phải tới được trường học. Hay số 2. Xin chi liệu. Thứ 7 bạn nhé. Cái số này số 7. À, số 66 ấy. Nhưng hiểu là thứ 7 nhé. Thứ 7. Sử tha tờ. Sinh nhật, sinh nhật là sinh nhật, là sinh nhật của anh ta, dịch ngược. Sinh chi ủ, ỷ chén, hoặc đọc là sinh chi ủ, ỷ chén, tức là trước thứ sáu.
của mình, chúng tôi, yào, muốn, hoặc là phải, chuẩn bị, hao, lì u, lễ vật, chuẩn bị hao lì u, tức là chuẩn bị cái quà tặng gì đó để tặng cho anh ta. Tiếp theo là từ chỉ đoạn thời gian cộng với ý chén. Số 3 nhé. 2 个小时, tức là 2 tiếng ý chén trước. Dịch ngược lại, trước 2 tiếng. Tha, anh ấy, chiều, đã gì? Ý chinh, thì đã nhé. Chiều ý chinh, dịch chỉ là dịch cần dịch là đã là được rồi bạn. Sư tỏ là, có nghĩa là đã biết rồi. 2 tiếng trước anh ấy đã biết rồi. Hoặc là trước đây 2 tiếng anh ấy đã biết rồi. Như thế cũng được bạn nhé. Số 4 nào. Ban nhén ý chén. Nửa năm trước. Hoặc là trước đó nửa năm. Thì ban là bán. Nửa nhé. Tiếp này. Tôi. Hái. Vẫn gì. Bú khỏe. Không biết. Sua khá nhỉ. Nói tiếng Hán. Đấy. Thứ ba là động từ cộng từ ý chén. Số 5 nhé. Xây chào ý chén. Dịch là trước khi đi ngủ. Xây chào là đi ngủ bạn nhé. Bia đừng quăng lờ. Quăng lờ là đừng quên. Sư yào, uống thuốc nhé. Sư yào là uống thuốc bạn nhé. Từ yào thì không dùng từ hưa, dùng từ sư. Đấy, thuốc đắng dã tật. Thì uống nó không nhẹ nhàng như vậy thì dùng giống từ sư là từ nhai ấy bạn. Thuốc nhai á. Sư yào. Số 6. Lái Trung Quốc ý chén. Là trước khi đến Trung Quốc. Ủa tôi. Huy biết. Xua nói. Y tiểu một chút Hán ngữ tiếng Hán. Tiếp theo thứ tư là ỷ chén gì đó, xin trai gì đó, dịch là trước kia như thế nào đó này, bây giờ như thế nào đó. Để xin trai là bây giờ bạn nhé. Ví dụ số 7 này. Ỷ chén trước kia của tôi trụ trại, có nghĩa là ở Shanghai là Thượng Hải. Xin chào, bây giờ ban là chuyển nhé. Ban tao là chuyển đến gì? Bảy chiêng Bắc Kinh. Hay số 8. Ý chén là trước kia này. Của tờ chuyên nghiệp. Của tờ chuyên nghiệp là chuyên ngành của tôi. Nhà chuyên nghiệp là chuyên ngành. Chuyên ngành của tôi sư là Trung Quốc văn xuế. Trung Quốc là Trung Quốc, văn xuế là văn học nhé. Tức là văn học Trung Quốc. Xin chào, bây giờ của tôi xuế xí học Trung Quốc lịch sử là lịch sử, tức là lịch sử Trung Quốc. Thưa các bạn, vừa rồi là ngữ pháp bài số 2, là giáo trình của giá sơ cấp 2 bạn nhé. Thì mình rất hy vọng là mình đã giúp các bạn được một chút ít gì đó học tiếng Trung. Thì học tiếng Trung nó rất là vất vả bạn, nó vất vả hơn so với các cái tiếng khác. Mình thấy thế bạn nhé. Thì các bạn hãy cố gắng kiên trì mỗi ngày nhé. Mình cũng thế, mình sẽ kiên trì cùng các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích á, hãy đăng ký kênh, bật thông báo để đón nhận những video mới nhé. Và chúng ta cùng học tiếng Trung nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn học tốt nhé. Thầy chào.